hướng dẫn đăng ký và sử dụng phương thức xác thực bằng KeyPass. Liên hệ chi nhánh, phòng giao dịch của Teambank gần nhất để được hỗ trợ đăng ký sử dụng phương thức xác thực bằng KeyPass trên hệ thống quản trị dịch vụ Internet Banking. Để sử dụng được KeyPass trong giao dịch trên chương trình eFast, đầu tiên, người dùng cần kích hoạt thiết bị KeyPass. Bước 1. Đăng nhập chương trình Vietinbank eFast theo đường link efast.vietinbank.vn. Quý khách nhập tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào dịch vụ eFast. Đối với trường hợp người dùng được cấp mới thiết bị KeyPass, chương trình sẽ tự động hiển thị màn hình thông tin mã kích hoạt thiết bị xác thực. Bước 2. Quý khách giữ nước nguồn trong vài giây để mở thiết bị. Nhập mã kích hoạt vào thiết bị KeyPass, sau đó nhấn OK. Trường hợp khách hàng lỡ tắt mất màn hình hiển thị mã kích hoạt, khách hàng nhấn biểu tượng quả chuông và một thông báo từ hệ thống để xem mã kích hoạt KeyPass. Bước 3. Thiết lập mã đăng nhập thiết bị KeyPass, mã PIN bằng cách người dùng thực hiện nhập mã đăng nhập tùy chọn, bao gồm 6 số bất kỳ. Nhấn OK, nhập mã PIN lần 1. Thực hiện nhập lại mã PIN vừa thiết lập lần 2, nhấn OK, thiết lập mã đăng nhập, mã PIN thành công. Hướng dẫn khách hàng phê duyệt, từ chối giao dịch trên chương trình Vietinbank eFast bằng phương thức xác thực KeyPass. Bước 1. Người phê duyệt truy cập vào màn hình đăng nhập của chương trình Vietinbank eFast, lựa chọn giao dịch cần phê duyệt. Bước 2. Quý khách bấm và giữ nút nguồn vài giây để token hiển thị màn hình nhập PIN. Quý khách nhập mã PIN đã thiết lập ở phần 1 để chuyển sang màn hình Info. Lưu ý, nhập mã PIN xong không phải nhấn nút OK. Trường hợp khách hàng nhập mã PIN xong, ấn OK, có hiển thị ra một dãy số. Nhưng dãy số này không thể sử dụng để thực hiện phê duyệt, từ chối giao dịch. Khách hàng nhấn nút Delete để quay lại màn hình Info. Bước 3. Nhập mã KeyPass bao gồm 6 số hiển thị trên chương trình eFast và thiết bị KeyPass tại màn hình Info. Nhấn OK để lấy mã OTP KeyPass. Bước 4. Nhập mật khẩu OTP KeyPass và trường thông tin mật khẩu KeyPass trên chương trình eFast. Chọn hiện mật khẩu nếu quý khách muốn xem mật khẩu đã nhập. Nhấn nút chấp nhận để phê duyệt giao dịch. Hướng dẫn đồng bộ thiết bị xác thực KeyPass. Trường hợp này xảy ra khi quý khách nhập sai OTP quá 4 lần. Dấu hiệu nhận biết trường hợp này, khi khách hàng phê duyệt sẽ nhận được thông báo Allow Synchronization. Bước 1. Tại màn hình trang chủ của eFast trước khi đăng nhập, người dùng nhấn chọn đồng bộ token KeyPass. Bước 2. Tại màn hình đồng bộ xác thực, quý khách lựa chọn thiết bị xác thực cứng và nhập các thông tin. Số series của KeyPass tại mặt sau của KeyPass. Nhập số OTP KeyPass bằng cách bật thiết bị, nhập mã PIN, nhập 6 lần số 0 và nhấn OK để lấy số OTP thứ nhất. Sau khi nhập mã OTP lần thứ nhất, quý khách vui lòng chờ 3 giây. Nhập 6 lần số 0 và nhấn OK để lấy số OTP thứ hai. Nhập mã CAPTCHA đang hiển thị trên màn hình đồng bộ. Nhấn hoàn tất để hoàn thành quá trình đồng bộ KeyPass. Hướng dẫn xử lý trường hợp thiết bị KeyPass bị khóa và cấp lại mã PIN KeyPass. Thiết bị của khách hàng bị khóa. Dấu hiệu nhận biết trường hợp này. Trên màn hình KeyPass đã hiển thị biểu tượng khóa. Nguyên nhân: trường hợp này xảy ra khi khách hàng nhập sai mã PIN KeyPass quá 5 lần. Phương thức xử lý: sau 24 giờ, token KeyPass sẽ tự động mở khóa để khách hàng nhập lại mã PIN cũ. Trường hợp khách hàng quên mã PIN cần cấp lại, khách hàng có thể thực hiện cấp lại mã PIN ngay trên chương trình eFast bằng cách: Bước 1. Quý khách đăng nhập Vietinbank eFast. Tại màn hình trang chủ, chọn tab cấp lại mã PIN. Bước 2. Tại màn hình cấp lại mã PIN, khách
hàng thực hiện kiểm tra lại các thông tin, tên đăng nhập, số xe liên kết bị xác thực tương ứng, email và số điện thoại đã đăng ký. Bước 3. Quý khách nhập mã VUK. Mã hiển thị trên thiết bị xác thực KeePass khi người dùng nhập sai mã PIN quá 5 lần. Bước 4. Quý khách lựa chọn hình thức nhận lại mã PIN KeePass qua email, SMS. Bước 5. Quý khách kiểm tra email hoặc tin nhắn SMS để lấy mã PIN mới. Nhập mã PIN mới vào thiết bị xác thực KeePass và thực hiện đổi lại mã PIN như hướng dẫn tại phần 1, kích hoạt KeePass.